Xin chào tất cả mọi người. Trong bài học số 64 của nhóm bài cùng nhau học ký động từ thư pháp này, chúng ta sẽ xem sự khác biệt giữa hai động từ connaître là biết và savoir là biết. Cả hai động từ này đều là những động từ nhóm 3 và chúng đều có nghĩa là biết. Và chúng ta sẽ xem sự khác biệt giữa hai động từ này. Trước hết, chúng ta coi cách chia của hai động từ này ở ba thì căn bản của mode indicatif, ở thì hiện tại, quá khứ và tương lai. Mình coi động từ connaître là trước. Động từ connaître có participe passé là connu. Je connais, tu connais, il connaît. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Như vậy ba ngôi số ít chúng ta thấy phát âm giống nhau nhưng mà viết khác nhau, bởi vì ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai tấn cùng bằng ký tự S, trong khi ngôi thứ ba thì tấn cùng bằng ký tự T, nhưng mà chúng có cách phát âm giống nhau. Je connais, tu connais, il connaît. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Và với participe passé là connu, chúng ta ghép với trợ động từ avoir thì chúng ta có thì quá khứ. J'ai connu, tu as connu, il a connu. Nous avons connu, vous avez connu, ils ont connu. Và chia ở thì tương lai thì chúng ta bỏ ký tự ơ cuối đi. Connaître chúng ta lấy nguyên thể, bỏ ký tự ơ cuối như thế này. Rồi chúng ta ghép với bộ đuôi của avoir là AI, AS, A, ONS, OZ, ONT. Je connaîtrai, tu connaîtras, il connaîtra. Nous connaîtrons, vous connaîtrez, ils connaîtront. Đó là chúng ta vừa chia động từ connaître ở ba thì căn bản của mode indicatif hiện tại, quá khứ và tương lai. Và chúng ta cần để ý tới một tiểu tiết là ký tự Y ở trong động từ naître. Khi nó đứng trước ký tự T thì nó mang dấu mũ accent circonflexe, connaître nó có dấu mũ accent circonflexe. Và ngôi thứ ba cũng như vậy, il connaît nó có dấu mũ accent circonflexe, trong khi các trường hợp khác thì không có. Và ở thì tương lai cũng như vậy, ở tất cả các vị trí này chúng ta đều để y với dấu mũ je connaîtrai, tu connaîtras, tu connaîtras, il connaîtra, đều có dấu mũ. Ở mũi thứ hai cũng như vậy, bởi vì nó đứng trước ký tự T thì nó phải mang dấu mũ. Vậy chúng ta thấy có quy tắc cũng dễ nhớ là cứ trong trường hợp nào ký tự Y nó đứng trước ký tự T thì nó có accent circonflexe, trong khi nó đứng trước các ký tự khác thì không có. Và bây giờ chúng ta coi cách chia của động từ savoir. Động từ savoir có participe passé là su. Ở thì hiện tại, je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Ba ngôi số ít cũng phát âm giống nhau nhưng mà viết khác nhau. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai tận cùng bằng S, ngôi thứ ba tận cùng bằng T nhưng mà phát âm giống nhau. Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Ở thì quá khứ chúng ta lấy participe passé, chúng ta ghép với trợ động từ avoir. J'ai su, tu as su, il a su. Nous avons su, vous avez su, ils ont su. Và ở thì tương lai thì chúng ta thấy nó hoàn toàn khác biệt. Chúng ta phải học tương lai của động từ savoir là je saurai, tu sauras, il saura. Nous saurons, vous saurez, ils sauront. Và chúng ta vừa coi cách chia của hai động từ connaître và savoir. Và bây giờ chúng ta thấy ở bên dưới, khi thể hiện ý nghĩa muốn nói là biết, thì trong tiếng Việt Nam chúng ta có chữ biết, trong tiếng Anh chúng ta có động từ to know, nhưng mà trong tiếng Pháp chúng ta có tất cả là ba động từ. Thứ nhất là connaître, thứ hai là savoir và thứ ba là être au courant. Và bây giờ chúng ta tuần tự coi ý nghĩa cách dùng của ba cách nói như thế này. Động từ connaître, ý nghĩa thứ nhất là biết, và biết đây phải đi với một danh từ. Connaître phải đi với một danh từ và chỉ có thể đi với một danh từ mà thôi. Ví dụ biết một người, connaître une personne. Connaître une personne de vue, connaître une personne de nom. Chúng ta biết người này nhưng mà chỉ biết, chúng ta nhìn qua chúng ta thấy người này quen thôi. Chúng ta biết người này là qua cái tên, không biết thêm một cái chuyện gì khác. Như vậy chúng ta nói là connaître une personne de vue. Mình nhìn người ta đi ngang qua nhà mình thì mình biết người đó và mình biết cái tên của người đó. Connaître une personne de nom. Còn nếu chúng ta biết rõ ai thì là connaître quelqu'un comme sa poche. Poche là cái túi. Chúng ta biết rõ ai như là biết cái túi của mình. Hoặc là connaître quelqu'un de fond. Fond là dưới đáy. Biết một cách cặn kẽ, biết rất là rõ.
J'arrive ici sans connaître personne. Đến đây mà không biết một ai cả, không quen biết một ai cả. Như vậy chúng ta thấy động từ biết này phải đến một danh từ, và trước hết chúng ta coi là một danh từ chỉ người, une personne. Có thể là chỉ nơi trốn, connaître un lieu, biết một nơi trốn. C'est une ville que je connais bien. Đây là thành phố mà tôi biết rất là rõ. Như vậy biết này là biết một nơi trốn. Connaître un mot, biết một chữ, biết một từ. Connaître un fait là một cái sự việc gì. Connaître une langue, biết một ngôn ngữ. Il connaît bien l'allemand, anh ta biết rõ, anh ta nói rõ, anh ta hiểu rõ tiếng Đức. Tu connais la route, bạn có biết đường không? Như vậy ở trong trường hợp thứ nhất mang nghĩa là biết thì chúng ta thấy được connaître đi phía sau là một danh từ. Bất kể ở trong câu nào chúng ta cũng thấy là danh từ. Danh từ này có thể là danh từ chung, danh từ riêng. Bạn có biết ông Jean không? Bạn có biết ông Emmanuel Macron không? Chúng ta biết tên của một người, đó là danh từ riêng. Chúng ta biết tên của một cái từ, đó là danh từ chung. Chúng ta biết một từ cụ thể, chúng ta có thể biết một từ trừu tượng. Và chúng ta biết có thể một từ ngắn, chúng ta có thể biết một từ dài. Như vậy, động từ connaître bắt buộc phải đi theo, nó là một danh từ chung, danh từ riêng, danh từ trừu tượng, danh từ cụ thể, danh từ dài, danh từ ngắn, miễn nó là một danh từ. Và trong trường hợp thứ nhất là biết. Trường hợp thứ hai là đã trải qua hay là có kinh nghiệm, avoir vécu hoặc là expérimenté. Ví dụ, connaître la faim, connaître la misère, đã trải qua cảnh đói nghèo, đói và nghèo khổ. Connaître des difficultés, đã trải qua những lúc khó khăn. Cette région connaît actuellement la famine. La famine là nạn đói. Cái vùng này hiện nay, actuellement là bây giờ, cái vùng này hiện nay đang trải qua một cái nạn đói. Như vậy đây là ý nghĩa thứ hai của động từ connaître. Như vậy động từ connaître có tất cả là hai ý nghĩa. Thứ nhất là biết, biết một danh từ. Thứ hai là trải qua hay là có kinh nghiệm về một cái chuyện gì. Và bây giờ chúng ta qua phần thứ hai là động từ savoir. Động từ savoir có những cách dùng như sau. Trước hết, savoir đi với một động từ nguyên mẫu, infinitive, thì nó diễn tả một khả năng, có khả năng làm một cái việc gì. Être capable de faire quelque chose. Savoir nager, biết bơi. Savoir conduire, biết lái xe. À 4 ans, il sait déjà lire et écrire. Thằng bé này nó mới có 4 tuổi mà nó đã biết đọc và biết viết. Il sait jouer du piano, nó biết chơi đàn piano. Và đây là một câu ở trong bài Nhi đồng ca. Nhi đồng ca là cung tin. Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? Chúng ta có thể đánh cái chữ này ở trong YouTube để nghe bài hát này. Đây là một bài nhi đồng ca rất là hay. Savez-vous planter les choux à la mode à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? Bạn có biết trồng bắp cải theo cái kiểu của quê tôi không? Như vậy trong trường hợp thứ nhất, động từ savoir đi với một động từ nguyên thể infinitive nói lên một cái khả năng. Bạn biết bơi không? Biết lái xe không? Biết đánh đàn không? Cách dùng thứ hai, savoir đi với cờ và đi với một proposition, tức là một mệnh đề, biết rằng. Đây là một cái cách nói mà chúng ta thấy rất là hay dùng, biết rằng. Je sais que je me suis trompé. Tôi biết là tôi đã lầm rồi. Tôi biết là tiếng Pháp khó nhưng mà tôi vẫn phải cố gắng. Tôi biết rằng. Je sais que. Và chúng ta có vô vàn các cái câu ví dụ như thế này. Tôi biết rằng. Số 3, savoir đi với một động từ, một cái mệnh đề phụ. Mệnh đề phụ chúng ta thấy ở các câu bên dưới nó có khá nhiều các trường hợp để thể hiện mệnh đề phụ. Tôi biết tại sao anh ta đã ra đi. Je sais pourquoi il est parti. Vậy thì mệnh đề phụ là dẫn vào bởi pourquoi. Tôi biết. Bạn có biết ngày mai thời tiết thế nào không? Tu sais quel temps il fera demain? Như vậy mệnh đề phụ dẫn vào bằng một tính từ nghi vấn. Tu sais quel temps il fera demain? Ý này là thời tiết. Bạn có biết ngày mai thời tiết thế nào không? Je ne sais pas où aller. Tôi không biết phải đi đâu. Ồ, dẫn vào một câu mệnh đề phụ. Notre départ est remis à je ne sais pas quand. Chuyến khởi hành của tôi, chuyến đi của tôi đã bị rời lại. Động từ remettre là rời lại. Sự khởi hành của tôi, tức là chuyến đi của tôi đã bị rời lại. Tôi không biết là khi nào, tôi không biết là khi nào tôi mới đi. Je ne sais combien de temps il va prendre, combien de, tôi không biết là sẽ mất bao nhiêu thời gian. Il, đây là vô nhân xưng.
Il va prendre, sẽ lấy đi, mất, sẽ cần bao nhiêu thời gian. Je ne sais combien de temps il va prendre. Je ne sais pas quoi faire, tôi không biết phải làm gì. Đây là một mệnh đề phụ. La pluie va tomber, on ne sait quand. Mưa sẽ rơi, sẽ mưa, nhưng mà không biết là khi nào mưa. On ne sait pas quand. Elle a mangé, je ne sais pas quoi. Cô ta đã ăn cái gì mà tôi không biết. Elle a mangé, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Et maintenant, elle est malade. Cô ta đã ăn cái gì mà tôi không biết. Và bây giờ cô ta bị ốm. Vậy trong một số câu ví dụ tiêu biểu như thế này, chúng ta thấy savoir đi với một mệnh đề phụ. Và chúng ta thấy mệnh đề phụ thì bắt buộc phải đi với động từ savoir, không thể dùng connaître được. Trường hợp số 4, savoir lại vẫn có thể đi với một danh từ. Ở bên trên chúng ta nói động từ connaître luôn luôn phải đi với một danh từ. Bất cứ là danh từ chung hay danh từ riêng, danh từ dài, danh từ ngắn, động từ connaître phải đi với một danh từ. À, trong khi ở số 4 này chúng ta thấy động từ savoir cũng có thể đi với một danh từ, nhưng nó mang nghĩa là biết rõ, là thuộc, chứ không phải là biết. Ở bên trên chúng ta biết là biết đường, biết tên, biết một người nào đó, biết một cái thành phố nào đó. Ở đây là biết rõ để có thể sử dụng được. Và chúng ta có thể mang một nghĩa khác là thuộc. Savez-vous votre leçon? Thầy giáo hỏi một học sinh, em có thuộc bài không? Như vậy là biết rõ, thuộc. Il sait sa table de multiplication. Multiplication là sự nhân lên. Table de multiplication là bảng cửu trương. Nó thuộc bảng cửu trương, thuộc và có thể sử dụng được. Tức là động từ savoir đến một danh từ là biết rõ, thuộc cái gì để có thể sử dụng được. Và trường hợp số 5, chúng ta nêu lên một số cách nói với động từ savoir. Non savoir rien, je n'en sais rien. Và đây chúng ta hay nghe nói je n'en sais rien lắm. Và chữ ăn ở đây không có ý nghĩa gì hết. Non savoir rien, tức là không biết một tí gì cả. Sachez que, sachez là imperatif, bạn hãy biết rằng. Tu sais quoi, bạn có biết gì không? Ở đây là tu sais quoi là để dẫn vào một cái thông tin nào đó. Tu sais quoi? Và tu sais, ở đây tu sais thì là để nhấn mạnh một khẳng định. Ví dụ, ta de beaux yeux tu sais, bạn có đôi mắt đẹp lắm, bạn có biết không? Ta de beaux yeux tu sais, vậy tu sais này dùng để nhấn mạnh, chứ không phải dùng để biết. Và qui sait, ai mà biết được. Chúng ta có một cái câu, cái cách nói hay thấy ở trong tiếng Pháp, chỉ có trời mà biết, chỉ có trời mới biết được. Dieu seul le sait. Đó là một cái cách nói, chỉ có trời mới biết được. Dieu đây ở trong ngôn ngữ của văn minh Tây Phương là Thượng Đế, là Chúa. Ở đây chúng ta nói một cách trung tâm là chỉ có trời mới có thể biết được. Dieu seul le sait. Chỉ có trời mới biết. Ai mà biết được, chỉ có trời mới biết. Đó là bên trên là một số cách nói với động từ savoir. Non savoir rien, sachez que, tu sais quoi, để dẫn vào một cái thông tin, tu sais, để nhấn mạnh một cái lời khẳng định. Và Dieu seul le sait, chỉ có trời mới biết được. Bây giờ chúng ta qua cách nói thứ ba là être au courant de. Cái chữ courant này nó nằm ở trong bài của động từ courir mà chúng ta nói trước. Courant là nói là một cái sự hiểu biết, biết tin. Être au courant de, biết một cái chuyện gì, tức là có thông tin về cái chuyện này. Est-ce qu'il est au courant? Anh ta có biết không? Oui, je pense qu'il en est au courant. Tôi nghĩ là anh ta biết cái chuyện đó. Như vậy, être au courant de là biết tin. Như vậy, sau khi đã học qua ý nghĩa cách dùng của ba động từ này thì chúng ta có thể tóm lại là động từ connaître là biết, biết là biết một kiến thức. Vậy chúng ta có danh từ là la connaissance, kiến thức. Kiến thức này chúng ta phải học mới biết, la connaissance. Ý nghĩa thứ hai, động từ savoir có participe là suy. Savoir thì chúng ta cũng là biết, nhưng mà nói lên một cái khả năng, la capacité, các bạn có biết bơi không? Bạn có biết lái xe không? Một cái khả năng. Là trong khi être au courant de là nói về một cái thông tin biết, tức là biết một cái thông tin, biết một cái information, không cần học, không cần tập, chỉ cần nghe là chúng ta biết.
còn ở số 2 là phải tập, ở số 1 còn đến sau là phải học. Và đây là bài đã khá dài rồi, tôi sẽ để dành qua bài sau. Chúng ta sẽ làm một số câu bài tập để phân biệt rõ động từ connaître, động từ savoir và être au courant de. Xin chào tất cả mọi người.